Tết Dương lịch là dịp nghỉ dài ngày trong năm, vì thế nên có rất nhiều người tranh thủ để đi du lịch. Năm nay kỳ nghỉ dài hơn mọi năm cùng với thời tiết khá thuận lợi là hai trong số những lý do khiến cho lượng khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch gia tăng. Theo đại diện một số công ty lữ hành, dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay, ngoài những điểm đến truyền thống, du khách còn chú ý đến một số những địa điểm mới, xu hướng là đi trong nước và ngắn ngày. Xu hướng năm nay, du khách tập trung đi du lịch ngắn ngày trong nước. Tại miền Bắc, những địa điểm yêu thích là Sapa, Hà Giang, Mộc Châu, Sơn La và Mai Châu, Hòa Bình. Bên cạnh đó, một số điểm đến mới nổi trong năm nay cũng được người dân quan tâm như Hồ Ba Bể, Bắc Cạn, Bù Luông, Thanh Hóa. Tại miền Trung và miền Nam, du khách lựa chọn đến các vùng biển ấm như Nha Trang, Phan Thiết, Bình Thuận và Phú Quốc, Kiên Giang hoặc đi Đà Lạt, Lâm Đồng. Đối tượng chọn điểm đến nước ngoài trong đợt này thường là khách hàng trẻ và những người có thu nhập cao. Những du khách chọn tour du lịch trong nước đa phần là nhóm đi theo gia đình nhiều thế hệ và không thể chọn tour nước ngoài do thiếu visa hoặc hết chỗ. Giá dịch vụ trong nước dịp Tết Dương lịch cũng sẽ tăng nhẹ.